Xin chào các bạn, mình là Thúy Quỳnh và đây là clip hướng dẫn giặt gấu bông một cách nhanh, gọn lẹ và sạch của điện máy xanh. Let's go! Và đây là em gấu của Quỳnh. Sau một thời gian sử dụng thì em nó đã ngả màu và có mùi hôi, không còn trong trắng xinh xẻo như ban đầu nữa. Và hôm nay mình sẽ đem em nó đi giặt và hướng dẫn các bạn bí kíp của mình với các bước sau. Đầu tiên là bạn phải kiểm tra chất liệu vì không phải gấu bông nào cũng có thể giặt bằng máy. Bạn chỉ cần xem trên tem hướng dẫn được may ở trên chúng. Nếu như gấu bông của bạn được làm từ len, tơ nhân tạo hay là được nhồi bằng các hạt xốp thì sẽ không phù hợp để bạn giặt nó bằng máy nha. Ngoài ra nếu như gấu bông của bạn là quá cũ này, dễ rách này hay là quá lớn hoặc là được nhồi bằng bông cứng thì nói chung là chắc chắn bạn phải giặt nó bằng tay rồi đó. Tiếp theo là mình phải lấy bông ra. Nếu gấu nhà bạn có dây khóa thì chỉ kéo và lấy hết bông ra là được. Còn nếu không có thì buộc bạn phải rạch một đường nhỏ khéo léo ở sau lưng để lấy toàn bộ bông ra. Tuy nhiên nếu như gấu bông có kích thước nhỏ cỡ như thế này thì bạn chỉ cần bỏ trực tiếp vào giặt như quần áo bình thường là được. Còn lớp bông này thì mình có thể đem đi phơi nắng để khử mùi ẩm và cho thơm mùi nắng nha. Trước khi cho vỏ gấu bông vào máy giặt thì các bạn nên kiểm tra các bộ phận như là mắt này, mũi này. Và để yên tâm hơn thì tốt nhất là bạn nên cho vỏ gấu bông vào một cái túi giặt như thế này để tạo thêm một cái lớp bảo vệ giúp cho gấu bông tránh trường hợp bị hư hỏng hay là bị rách trong quá trình giặt. Đồng thời túi giặt sẽ giúp giữ lại mắt hoặc mũi của gấu nên chẳng may bị rơi ra đó. Ok, bây giờ có thể cho gấu vào máy và giặt thôi. Việc chọn chế độ giặt bạn cũng cần lưu ý nha. Chỉ nên chọn chu kỳ nhẹ nhàng và giặt bằng nước lạnh sẽ làm giảm nguy cơ rách các bộ phận của thú bông. Đặc biệt không sử dụng nước nóng bởi vì nước nóng có thể làm phai màu hoặc hư hỏng các bộ phận được đính bằng keo như là mắt, mũi ở trên gấu nha. Sau khi bấm giặt thì bây giờ chúng ta cần làm là đợi thôi. Ok, chờ nãy giờ cũng đã giặt xong, kiểm tra xem nào. Đây, thành quả của chúng ta đây rồi. Nhưng mà lúc này thì nhìn nó hơi mắc cười các bạn. Nó cứ bị méo mó, xong rồi còn nhăn nhúm, còn bị rối quắn quéo lại với nhau nữa. Bây giờ thì các bạn có thể đem gấu đi phơi hoặc sấy nha. Nhưng mà theo lời khuyên của Quỳnh á, thì các bạn nên đem gấu đi phơi là tốt nhất. Còn nếu như sử dụng máy sấy thì chúng ta nên chọn nhiệt độ thấp thôi. Chứ nếu nhiệt độ cao quá thì sẽ làm hỏng các bộ phận được đính bằng keo, được bằng nhựa. Và thậm chí là còn làm hỏng cả vải của chúng nữa. Tên, cuối cùng bạn gấu của Quỳnh cũng đã khô. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần nhét bông vào và dùng kim khâu lại là được. Lúc này cần đến sự khéo léo là phải may dấu chỉ, cắt bỏ đi những sợi chỉ thừa hoặc bị tưa ra. Như vậy là xong. Và đây là thành quả của Quỳnh sau khi tắm rửa xong cho các em ấy. Đã trắng trẻ và thơm tho lắm rồi. Còn các bạn thì các bạn đã biết cách giặt chưa? Nhớ áp dụng luôn nha. Chúc các bạn thành công. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Trước khi rời đi hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ cho Quỳnh và Điện Máy Xanh nha. Bye bye cả nhà.